Đức Phật cho biết, thời gian quả báo xuất hiện, sống ác thì sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật. Lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai có nói: ở đời, vận mệnh của mỗi người tốt hay xấu không phải do ông trời định đoạt, mà là do hành động của chính mỗi người. Thí dụ, làm việc thiện như phóng sinh, bố thí, làm việc thiện thì được quả báo tốt. Ngược lại, làm việc ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì thu hút những quả báo xấu. Quả báo ở đời này có nghĩa là người làm việc ác sẽ bị nghiệp ác quật lại, người tốt thì sống yên bình cùng phước đức của bản thân. Có người nói, ngày nay người ta kiếm tiền không phải chỉ vì ăn uống giải trí sao? Chẳng phải là nhà cao xe sang, chức vụ, nhân tình, phú quý, danh vọng hay sao? Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nếu những gì bạn làm vi phạm đạo quy luật tự nhiên sẽ bị trừng phạt bạn. Điều này được gọi là quả báo. Theo lời Phật dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải là không báo thì thời chưa đến, thời đến thì tất phải trả. Nếu bạn tích lũy việc xấu, làm nhiều việc bất chính, một ngày nào đó bạn nhất định sẽ sụp đổ. Có người nói rằng, quả báo của người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm, ở độ tuổi từ 50 đến 60. Ở tuổi 50, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều biến cố. Người càng nhiều phước thì càng bình yên. Một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy lạc lõng về mặt cảm xúc, một số người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già. Còn một người tươi tỉnh, vui vẻ, yên bình thì gần như cả đời chưa làm điều gì xấu, thì khi về già sẽ tự nhiên yên bề gia thất. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tiền tài danh vọng không để đem theo đến hết đời. Chỉ cần bạn nằm xuống, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Tôi đã từng chứng kiến một số ông chủ thời kỳ đầu làm ăn bất chính, ác độc, nhưng mỗi năm đầu năm mới đều lên chùa thắp nén nhang đầu tiên, mong thần Phật phù hộ cho mình. Nói một cách thực tế hơn, việc cầu trời khấn Phật này chính là sự dối mình. Thử nghĩ mà xem, nếu ông chủ đối xử tốt với nhân viên hơn, làm ăn có lương tâm hơn, không làm hại bao nhiêu người thì đâu cần phải cầu trời khấn Phật. Quả báo không đến sớm thì muộn, nó sẽ đến trong tuổi già của con người. Thời gian quả báo xuất hiện không cố định. Khuyên bạn hãy một lòng kính sợ, làm người bình dị, làm việc thiện đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Có người nghi ngờ nhân quả thiện báo ác báo, vì thấy người lành gặp nhiều thăng trầm khổ đau, còn kẻ ác thì được thịnh dương trường thọ. Câu chuyện nhân gian về bao chuẩn sau đây có thể giúp mọi người hiểu rằng mọi việc đều có nhân quả, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Theo truyền thuyết, ở một nơi nào đó vào thời nhà Tống, có một chàng trai trẻ, cha mẹ qua đời, anh bị tàn tật, sống bằng nghề ăn mày, nhưng tính tình tốt bụng, thường thích giúp đỡ người khác. Ở địa phương không có cây cầu trên sông, nên nước sông chảy xiết rất nguy hiểm. Mỗi khi đến mùa lũ là không thể qua được. Điều này khiến cho các trưởng lão ở địa phương đau lòng mà không tìm ra cách giải quyết. Thấy cảnh này, chàng trai trẻ muốn xây một cái cầu đá nên đã nhặt đá hàng ngày bất chấp sự chế giễu của người khác. Theo thời gian, năm này qua năm khác, đá chất đóng thành một con đường cao lớn có thể đi qua sông. Mọi người vô cùng xúc động và cùng nhau bắt tay xây dựng cái cầu đá. Trong một lần đục đá, cậu bé bị mù mắt.
mọi người than trời không công bằng. Nhưng chàng trai trẻ không phàn nàn gì cả và vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Cầu vừa xây xong, khi mọi người đang ăn mừng thì nam thanh niên bị sét đánh tử vong. Bao Chưởng nghe được chuyện này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, viết lên câu đối bi ai của cậu bé rằng: làm ác còn hơn làm lành. Chẳng mấy chốc, hoàng đế và thái tử của nhà Tống chào đời. Khóc lóc thảm thiết, tất cả ngự y đều bất lực. Bao Chưởng nhìn thấy làn da trắng nõn như tuyết của đứa bé, trên bàn tay trắng nõn, non nớt ẩn chứa mấy chữ. Sau khi cẩn thận xác định, hóa ra đó là những chữ tự mình viết cho con. Đứa bé ngừng khóc khi nhìn thấy Bao Chưởng. Sau đó, Bao Chưởng hiểu được số phận của chàng trai trẻ. Quả ra, chàng trai trẻ này đã phạm nhiều tội ác ở kiếp trước, và tội ác của anh ta rất nghiêm trọng, phải chịu quả báo ba đời mới đền hết tội lỗi. Giống là do nhân quả an bài, ở kiếp luân hồi thứ nhất, anh bị tàn phế cô độc. Ở kiếp luân hồi thứ hai, anh bị mù mà sống sót. Anh ta tàn tật trong một lần tái sinh đầu tiên. Nhưng cậu đã thay đổi quá khứ của mình và chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác. Vì vậy, ông trời đã để anh ta trả nghiệp của hai kiếp trong một kiếp và khiến anh ta bị mù. Nhưng anh ta không đổ lỗi cho người khác mà âm thầm làm điều tốt cho mọi người. Các vị thần đã lấy nghiệp của anh ta từ kiếp thứ ba và trả lại ở kiếp đầu tiên. Vì vậy, anh ta bị sét đánh chết. Cuối cùng, đáng lẽ đời thứ ba anh ta vẫn phải gánh chịu đau khổ, nhưng nhờ xây được cầu nên đã trả hết nghiệp, an bài tái sinh vào hoàng thất, hưởng phú quý, hưởng thụ vô tận. Qua sự việc này, Bao Chưởng cũng ngộ ra rằng không nên chỉ nhìn vào bề nổi có vấn đề, nghiệp chướng nhân quả thực sự rất phi thường. Nhiều người thắc mắc liệu thực sự có quả báo dành cho kẻ ác? Tại sao chúng ta không thể thấy quả báo dành cho kẻ ác? Có một câu nói rất hay: không thấy không có nghĩa là không có. Một số ác báo không phải là quả báo dành riêng cho mình, mà còn là quả báo cho người thân trong gia đình hoặc thế hệ tương lai. Lấy họ Tư Mã trong lịch sử làm thí dụ. Tư Mã Ý, các con trai là Tư Mã Chiêu, Tư Mã Thạch đều là những người rất thông minh, ngay cả cháu nội Tư Mã Viên cũng rất giỏi. Tuy nhiên, Tư Mã Ý đã làm quá nhiều việc xấu, gieo ác nhân không mấy tốt đẹp. Sau đó nhà Tư Mã sinh ra một vị hoàng đế thông minh bẩm sinh là Tư Mã Trung. Chính Tư Mã Trung này đã gây ra loạn Bát Dương ở nhà Tấn và gieo rắc tai họa cho sự diệt vong của nhà Tây Tấn. Sau khi Bát Dương loạn kết thúc, Nam Bắc Triều nổi lên, Tư Mã Gia tử thương. Vài chục năm sau, Tống Vũ Đế Lưu Dụ xuất hiện và quét sạch toàn bộ gia tộc Tư Mã Ý, để con cháu Tư Mã Ý ném trái đắng. Đây là cái gọi là nhân quả. Không phải thế hệ này thì thế hệ khác sẽ gánh nghiệp nếu như sống ác độc quá. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đừng xem thường luật nhân quả. Lời Phật dạy về nhân quả có câu: người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được. Hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói: nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín mùi, có quy y cũng khó thoát. Chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời cơ thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy khi hiểu được nhân quả
thì sẽ biết bói toán bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có tích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo. Không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu, dù không được trời ban thưởng, cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ác sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa. Xin cho mọi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Kính thưa quý Phật tử và các bạn thân mến, trong dân gian Việt Nam có câu nói: gieo nhân nào gặt quả ấy, ở hiền thì gặp lành, ác giả ác báo. Những câu nói này không phải tự nhiên mà có, tất cả đều do những trải nghiệm của lớp người đi trước để lại. Trong đạo Phật cũng có rất nhiều câu chuyện nhân quả, oán có đầu, nợ có chủ. Trước kia chúng ta đã làm ác, mắc nợ người ta, cho nên kiếp này đủ nhân đủ duyên thì mình phải trả nợ. Để chứng minh cho nhân quả thiết thực, lợi ích cho tất cả mọi người, chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây và cùng nhau suy gẫm. Câu chuyện mang tên Không lầm nhân quả. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Trong một pháp hội nọ, tổ bá trượng sau khi giảng pháp xong, mọi người đều ra về hết, riêng chỉ còn lại một ông già không chịu ra về. Ông già dáng vẻ trầm ngâm, đi đi lại lại, thân hình trông giống nửa người nửa thú. Người không ra người mà thú cũng chẳng phải thú. Tổ bá trượng thấy lạ bèn hỏi: ông là người gì? Ông già trả lời: kính bạch hòa thượng, con không phải là người. Con là kiếp hồ tinh, tức là người mang kiếp trùng. Xưa kia thời Phật Đại Ca Diếp, con tu hành ở núi này. Một hôm có người hỏi con: bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Con trả lời: bậc đại tu hành không còn rơi vào nhân quả nữa. Vì câu trả lời này mà từ xưa đến nay con bị đọa làm chồn đến gần 500 kiếp. Không biết con trả lời sai chỗ nào mà bị đọa lạc như vậy. Kính mong hòa thượng từ bi thương xót chỉ dạy cho con. Tổ bá trượng mới bảo: vậy ông hỏi lại ta đi. Ông nhanh nhẹn thưa: bạch hòa thượng, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Tổ bá trượng trả lời: không lầm nhân quả. Xin thưa với tất cả quý vị, câu trả lời không rơi vào nhân quả và câu không lầm nhân quả, quý vị tự suy nghĩ xem câu nào đúng, câu nào sai. Ở đây vị tăng kia lầm chấp rằng bậc đại tu hành không còn rơi vào nhân quả nữa, có nghĩa là người tu tập được giác ngộ giải thoát sẽ không còn trả quả nữa. Chính Đức Phật khi còn tại thế vẫn phải trả quả xấu rất nhiều lần, như bị mạng ăn lúa ngựa, bị đá lăn trúng chảy máu chân, bị người con gái giả bụng bầu lăng dục, bị bọn ác giết người và chôn trong tịnh xá rồi đổ thừa cho Phật. Nhưng Đức Phật vẫn bình tĩnh an nhiên tự tại, không cần đính chính phân bua mà để cho vô quan tự tìm ra sự thật. Nhà Phật chủ trương nhân quả rõ ràng, còn vị tăng này do không tu hành tới nơi tới chốn nên trả lời không còn rơi vào nhân quả, do vậy mà đọa lạc đến 500 kiếp làm chồng. Sau khi nghe tổ bá trượng khai thị, ông già đại ngộ liền thoát được kiếp chồng. Sau đó ông thưa rằng: bạch hòa thượng, nhờ lòng từ bi khai thị của ngài mà nay con đã được thoát khỏi kiếp chồng. Con kính xin hòa thượng làm lễ tống táng trà tỳ cho con giống như một vị tăng. Hòa thượng đồng ý gật đầu. Nói xong, ông già liền biến mất. Sắp đến giờ cơm trưa, tổ bá trượng đánh trống thông báo với đại chúng rằng: sau khi dùng cơm trưa xong, tất cả đại chúng hãy cùng ta làm lễ trà tỳ cho một vị tăng vừa mới thoát kiếp. Cả đại chúng đều ngơ ngác, ngạc nhiên, bởi mọi người thấy trong nhà niết bàn hay nhà bệnh
không có người nào bị bệnh hay là chết cả. Tại sao hòa thượng lại nói làm lễ trà thì như vậy? Sau khi dùng cơm xong, tổ bá trượng bảo đại chúng cùng đi ra phía sau núi. Ngài lấy cây gậy khiều trong hang ra xác một con trồn to tướng vừa mới chết, rồi cử hành lễ trà tỳ tống táng trang nghiêm long trọng như một vị tăng. Như quý vị đã biết, nhà Phật chỉ cho chúng ta thấy biết rõ ràng tất cả mọi hiện tượng sự vật trên cuộc đời này đều phải trải qua tiến trình của nhân duyên quả. Chỉ vì chúng ta không gặp được bậc minh sư chân chính, không gặp được thầy lành bạn tốt và tu hành không đến nơi đến chốn, cho nên hiểu sai lời Phật dạy. Như vị tăng kia, vì nhập si định trở nên không còn cảm giác, tưởng rằng như vậy là không còn trả quả nữa, mới trả lời như thế mà bị đọa làm chồn đến 500 kiếp. Mãi cho đến khi được thiền sư bá trưởng từ bi khai thị, vị tăng kia mới thoát khỏi được kiếp chồn. Vì vậy, là người Phật tử chân chính, chúng ta phải học hỏi tìm hiểu giáo lý cho kỹ càng thấu đáo. Sau khi có trải nghiệm và ứng dụng lợi lạc trong cuộc sống bằng cách tin sâu nhân quả, nếu chúng ta thực tâm tu hành theo lời Phật dạy thì mọi nghiệp xấu sẽ được chuyển hóa theo thời gian. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được bình an hạnh phúc trong hiện tại và mai sau. Như trường hợp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, sau khi thành tựu đạo pháp, Ngài đi giáo hóa suốt 49 năm không biết mệt mỏi nhàm chán. Ngài thường nói, ta chỉ là người thầy dẫn đường chỉ dạy cho mọi người biết được điều hay lẽ phải, còn làm được hay không là do chính mình quyết định. Ta không thể ban phước hay giáng họa cho một ai, dù đó là cha mẹ của ta. Ta không thể giúp cho ai thoát khỏi phiền muộn khổ đau, nhưng ta có thể hướng dẫn phương pháp chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, đem lại an vui hạnh phúc cho mọi người biết để thực hành. Bởi vì khi xưa ta chưa biết tu nên làm điều xấu ác thì phải chịu quả báo xấu ác. Ngày nay nhờ gặp Phật pháp, ta cố gắng buông xả những thói quen xấu ác và hay làm điều thiện lành tốt đẹp thì chuyển được quả xấu và sống hạnh phúc. Chính vì vậy, suốt thời gian Đức Phật đi giáo hóa độ sanh một số người ngoại đạo do ganh ghét tật đố tị hiềm với Ngài. Bởi đạo Phật là đạo của tình thương và sự tỉnh thức, là đạo của con người vì con người mà thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng trái tim hiểu biết. Họ thấy những lời dạy của Đức Phật rất thiết thực và phù hợp với con người. Từ đó họ chuyển sang tu theo đạo Phật rất đông vì biết cách làm chủ bản thân để vượt qua số phận tối tâm mà đấng bề trên đã áp đặt và định đoạt. Trước tình trạng đó, một số ngoại đạo bị mất quyền lợi vì đệ tử của họ ngày càng thưa thớt, cho nên họ tìm cách phỉ báng vu khống để làm cho giáo đoàn của Phật bị mất uy tín. Họ rắp tâm hại Ngài bằng nhiều cách, như họ sắp xếp cho một thiếu nữ đẹp hàng ngày đến tịnh xá nghe Phật thuyết pháp. Sau một thời gian, cô vu khống Đức Phật đã dụ dỗ cô làm chuyện xấu xa đồi bại đến nỗi phải mang bầu. Hôm đó, cô đụng bụng bầu giả và đến trong lúc Đức Phật đang thuyết pháp. Cô khóc lóc la lối ôm sòm trước mặt mọi người. Sa môn Cồ Đàm đã dụ dỗ tôi, giờ đây tôi bụng mang dạ chữa như thế này mà không có ai nuôi nấng, thật là khổ thân tôi quá trời. Nhưng mà trời xui đất khiến, trong lúc cô diễn kịch như thế, bỗng dưng bụng bầu giả tuột ra, cô hoảng hồn bỏ chạy mất tiêu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và càng tin sâu Phật pháp hơn. Hãy cách này không được, họ tìm cách khác, với tâm oán hận thù hằn, họ tìm cách trả đũa Đức Phật cho bằng được. Dã man hơn, họ thuê bọn côn đồ nghiện rượu, giết chết người nữ nọ và đem xác chôn giấu vào tịnh xá của Phật, rồi cho người đến báo vua quan rằng: chúng tôi có một người nữ ngoan đạo, thường xuyên đến tịnh xá Đức Phật nghe pháp, bây giờ đã bị mất tích, xin nhà vua cùng các quan tìm cách điều tra và tìm ra vụ án. Được tin báo, nhà vua cho người đến tịnh xá điều tra, tìm hiểu. Cuối cùng phát hiện được xác của người phụ nữ ấy bị chôn giấu dưới đống rác trong tịnh xá. Vua Ba Tư Nạc là một đệ tử Phật rất thuần thành. Ông biết rõ Đức Phật xưa kia cũng là một vị hoàng tử chuẩn bị lên ngôi vua, quyền quy thế lực
vợ đẹp con xinh, nhưng ngài đã dám từ bỏ tất cả để đi tu, thì làm sao chuyện giết người như thế có thể xảy ra? Do vậy, nhà vua lệnh cho các quan phải điều tra, tìm ra nguyên nhân tội ác giết người này là do ai gây ra. Trong lúc điều tra, có người đến báo quan có bọn côn đồ nghiện rượu gây ra vụ án mạng này. Vì sau khi giết người nữ kia đem xác chôn trong tịnh xá, họ lãnh được số tiền lớn rồi tụ tập lại nhậu nhẹt. Đến khi nhậu quá say, do không làm chủ được bản thân mình, họ tự khai ra là họ đã giết người phụ nữ để nhận lãnh số tiền thưởng hậu hĩnh. Được tin, hoàng binh đến nơi tóm gọn, bắt bọn người này về điều tra. Bọn chúng ấy mới khai thật rằng có người ngoại đạo vì ghen ghét Đức Phật nên âm mưu muốn hại, mà mướn chúng tôi giết cô gái ấy để vu oan cho Phật. Khi ta có hành động muốn hại người nhưng chưa hại được ai thì ta đã bị trả quả xấu rồi. Trước tiên là cô gái, sau đó là bọn côn đồ, kế đến là những người âm mưu. Tất cả đều phải bị hành hình ngay tức khắc bằng cách quăng vào hầm lửa thiêu sống. Như chuyện vừa kể trên, Đức Phật giải thích như sau. Trong nhiều kiếp về trước, Đức Phật khi còn hành đạo Bồ Tát, ngài vẫn còn những sai sót trong cuộc đời. Có lần, ngài du khống một vị Bích Chi Phật rằng, người này là phá giới, không tu hành chân chánh hay phạm giới, và ngài xúi người khác nói theo mình. Vì vậy, cho đến ngày hôm nay, tuy ngài đã thành Phật, không còn bị dính mắc, nhiễm ô, không còn bị phiền não, khổ đau chi phối, nhưng vì nghiệp cảm xa xưa, nhiều đời trước ngài đã gieo tạo, nên trong hiện tại, ngài vẫn phải chịu quả báo bị những người ngoại đạo này vu khống phỉ báng. Họ tìm cách mạ lị, hạ nhục vu khống để vu oan bắt bớ xử tội và bị mọi người tẩy chay. Tuy hiện tại ngài vẫn bị quả báo như vậy, nhưng với tâm thanh tịnh sáng suốt, Phật không còn bị dính mắc nhiễm ô, nên mọi việc đều qua khỏi. Vì là bậc giác ngộ, rõ biết nghiệp xấu đến với mình, nên ngài không bao giờ than trách một ai, không thanh minh hay phân trần là tôi thế này tôi thế kia để đính chính cho mình. Khi sự việc xảy ra, Đức Phật vẫn bình thản an nhiên tự tại, dùng tâm từ bi rộng lớn để soi sáng muôn loài vật, sự thật như thế nào thì diễn biến như thế ấy. Đức Phật là bậc vô thượng, chánh đẳng giác, đã giác ngộ giải thoát hoàn toàn, nên không có phiền não khổ đau của già, bệnh chết chi phối, và đã an nhiên tự tại trước mọi nghịch cảnh. Tuy nhiên về mặt nhân quả, ngài vẫn phải chịu những oan trái do hậu quả của nghiệp quá khứ đã gieo tạo còn sót lại. Từ một bài học quý báu qua câu chuyện kể trên, là người Phật tử chân chính, chúng ta phải biết nên tin sâu nhân quả và quyết tâm không gieo tạo nghiệp xấu ác để làm mình làm người khổ đau. Chính Đức Phật còn phải chịu quả báo như thế, huống hồ là chúng ta, là những người phàm phu tục tử, chưa tu tập được bao nhiêu, chưa đủ khả năng tự tại trong một hoàn cảnh để chuyển hóa các nghiệp xấu. Vì vậy, chúng ta cần phải ý thức được nhân nào dẫn đến phiền não, khổ đau, làm tổn hại cho người, cho vật thì ta cố gắng dứt khoát không làm. Biết được như vậy, chúng ta hàng ngày phải siêng năng tinh tấn tu hành, kiểm soát chặt chẽ từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động, không chút lơ là. Ta phải biết áp dụng tu trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc mọi nơi. Nhiều người chỉ tu với Phật Bồ Tát, siêng năng sám hối, tụng kinh niệm Phật, nhưng đối với gia đình, người thân, bạn bè và xã hội thì ăn thua đủ. Tu như vậy là sai lời Phật dạy. Sở dĩ chúng ta thờ Phật lại Phật, mục đích với lòng tôn kính biết ơn, để ta bắt chước làm theo ngài, hầu chuyển quá nỗi khổ niềm đau bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Khi Đức Phật còn tại thế, có một cô bé chuyên nghề bán bánh. Cô bé này rất quý mến Đức Phật và tăng đoàn. Cô thường đem bánh cúng dường chư tăng. Thấy cô bé tuy nghèo khó nhưng có lòng quý kính Tam Bảo, Đức Phật thường xuyên khuyên nhủ nhắc nhở, chỉ dạy cô lúc nào cũng tin sâu nhân quả. Rồi thời gian cứ êm ả trôi qua, cô bé vẫn hàng ngày làm bánh đi bán kiếm tiền nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình và không quên dành phần cúng dường chư tăng.
Có một hôm, Đức vua Ba Tư Nặc có ý tìm người kế vị sau khi hoàng hậu đương triều qua đời. Ngài chọn cô bé bán bánh về cung Tấn Phong làm hoàng hậu, hiệu là Mạc Lợi phu nhân. Sau khi làm được hoàng hậu, cô nhớ lại những lời chỉ dạy của Đức Phật trước kia đã giúp cho cô thay đổi cuộc đời nhờ phát tâm cúng dường với tất cả lòng thành. Một hôm, cô cung kính đem nhiều vật thực đến cúng dường Đức Phật. Sau khi cúng dường xong, hoàng hậu mới ngồi sang một bên mà thưa hỏi rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà một số phụ nữ trên thế gian này có thân hình xấu xí, đen đúa, bệnh tật khó coi, bị mọi người chê bai, khinh khi, không thích thân cận và gần gũi? Và do nhân gì, duyên gì lại có một số phụ nữ khi sinh ra trên cõi đời này lại có quy quyền thế lực, giàu sang tột đỉnh?" Đức Phật trả lời: "Do nhân sân hận hay oán hận thù hằn thường xuyên tức tối, bực bội, mắng chửi, làm cho mọi người khổ đau, cho nên đời này phải chịu quả báo xấu xí, đen đúa, bệnh tật khó coi, hay bị mọi người khinh chê, không thích gần gũi. Do nhân biết bố thí, cúng dường người tu hành chân chính, biết cung kính hiếu thảo với ông bà cha mẹ, hoặc giúp đỡ chia sẻ khi thấy người khó khăn bất hạnh, cho nên ngày nay ra đời được làm người phụ nữ trong trắng đẹp đẽ dễ coi, được sanh vào gia đình giàu sang có quyền cao chức trọng, được sống một đời hạnh phúc và được nhiều người yêu thương triều mến." Pháp thoại ngắn này giúp cho chúng ta càng tin sâu nhân quả hơn, vì biết rõ ràng muốn giàu có nhiều tiền của thì phải bố thí cúng dường, muốn thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm thì ta phải biết kiên nhẫn chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Nhìn thấy quả trong hiện tại xấu hay tốt thì ta biết mình nằm trong hoàn cảnh nào mà cố gắng sửa sai, tích lũy thêm phước báo nhằm chuyển hóa quả xấu ác mà ta đã lỡ gây tạo. Đã làm người trong trời đất, ai không từng nóng giận? Nóng giận là thói quen xấu từ sự chấp ngã mà ra. Thấy mình là ta, là trung tâm của vũ trụ, cho nên tham được thì càng thêm tham, tham không được thì sinh tâm sân hận, oán giận thù hằn, rồi tìm cách trả đũa lại. Từ đó, làm khổ gia đình, người thân, làm khổ hại cho nhân loại, cho nên bị quả báo thân hình xấu xí, đen đúa, khó coi, hay bị mọi người khinh chê coi thường. Tại sao nóng giận lại bị nghiệp quả nặng nề như vậy? Bởi khi nóng giận, mặt mày nhăn nhó khó coi, trong dữ tợn, có khi mặt mày đỏ bừng lên, bừng bừng sát khí. Khi nóng giận, ta cảm thấy khốn khổ đau đớn, dằn vặt trong tâm, vì mình chưa hại được ai, nhưng chính mình cảm thấy bất an, rấy rứt trong lòng, cho nên tràn ngập nỗi khổ khổ đau. Khi nóng giận thì có thể dẫn đến hành động nạt nộ, chửi mắng, đánh đập, hoặc vì sự nóng giận cao độ không dằn được có thể dẫn đến hậu quả như giết người hoặc làm những việc phi pháp khác, bởi do ta không kiềm chế được cơn sân hận. Nóng giận thường làm cho ta khổ đau trong hiện tại và mai sau, làm cho người khác đau khổ, cho nên bị quả báo làm người xấu xí, bệnh tật là như vậy đó. Trong gia đình, nếu cha mẹ hay thường xuyên tranh cãi, không ai biết nhường nhịn, chồng nói vợ không nghe, con cái không vâng lời cha mẹ, ai cũng bảo vệ ý kiến cho mình là đúng, nên dẫn đến bất an hạnh phúc. Có nhiều gia đình đang sống ấm êm hạnh phúc chỉ vì sự nóng giận mà làm cho tan nhà nát cửa, vợ con khốn khổ. Do đó, nhà Phật chỉ rõ cho chúng ta biết nhân nóng giận sẽ dẫn đến hậu quả khổ đau trong hiện tại và đời sau bị quả báo xấu xí, bệnh tật. Nếu ai nóng giận quá mức thì sau khi chết sẽ bị đọa lạc vào các loại súc sanh như rắn, gà, cá, sói, beo, cọp. Những loài này không biết thương yêu nhau, khi gặp nhau thường đấu đá, xâu xé, giết hại lẫn nhau. Nguyên nhân chính cũng vì nóng giận mà ra. Bởi do tập nghiệp thói quen sân hận quá mạnh nên phải sanh vào các loài súc sinh như thế để ăn nuốt lẫn nhau. Chúng ta còn đầy đủ duyên phước được sanh trở lại làm người, nhưng bị quả báo thân thể xấu xí, khó coi, ốm yếu tật nguyền. Bởi khi nóng giận,
Trước tiên sẽ làm cho mình khổ đau trước, rồi mới làm cho người khổ đau theo. Có một câu chuyện kể về một bà mẹ mang thai được 7-8 tháng. Do người chồng mê muội đắm say nữ sắc đi theo vợ bé, cô vợ này tức tối quá, nổi lên cơn ghen ghét, quyền rủa chửi mắng, la hét người chồng quá thậm tệ. Sau đó cô ta bỏ về nhà cha mẹ ruột để ở. Đến ngày khai hoa nở nhụy, cô sinh ra một đứa bé kháu khỉnh. Nhưng chỉ vài ngày sau, đứa bé này chết mà không có triệu chứng bệnh tật. Các bác sĩ mới tìm hiểu nguyên nhân vì sao đứa bé chết. Sau khi khám nghiệm đủ mọi cách vẫn không tìm ra lý do. Đến khi bác sĩ xét nghiệm máu, mới phát hiện đứa bé chết do nhiễm độc tố từ mẹ. Bởi khi nóng giận quá mức, những độc tố trong người tiết ra ngấm vào máu, ảnh hưởng đến bào thai. Khi đứa bé ra đời được bú sữa mẹ, nó là bị nhiễm độc từ sữa và bị chết. Qua câu chuyện trên, đã cho ta một bài học quý báu của cuộc đời về hậu quả của sự nóng giận. Cho nên, khi người nữ mang thai cần hết sức bình tĩnh, không nên sân hận quá mức, bởi cơn nóng giận rất tai hại, có thể làm hại bản thân mình và hại cho con của mình. Không những khi mang bầu, mà bất cứ khi làm việc gì, chúng ta cũng nên bình tĩnh quan sát, ngăn ngừa cơn nóng giận, vì nó còn dẫn đến tình trạng làm tăng huyết áp, gây hại cho tim mạch. Có người do nóng giận mà bị tai biến mạch máu não, dẫn đến chết người. Ngoài ra, cơn nóng giận còn dẫn đến nhiều nguyên nhân như nằm ngủ mơ thấy ác mộng, thấy cảnh binh đao, tàn sát, giết hại lẫn nhau, làm cho mình sợ hãi, buồn bực khốn đốn, sống trong thực tại không được an ổn, không được hạnh phúc. Bởi do nhân nóng giận, có thể gieo ân oán hận thù cho người, cho nên lúc nào mình cũng lo lắng sợ bị trả thù. Từ đó cuộc sống của ta luôn mang tâm trạng sợ hãi bất an. Do vậy, đời nay con người sinh ra có nhiều sự sai biệt là do ta gieo nghiệp bất đồng với nhau. Có người thì giàu sang sung sướng, hưởng đầy đủ phúc lạc. Có người nghèo khổ bệnh hoạn đau yếu. Có người sống thọ, có người chết yểu. Có người đẹp, có người xấu. Có người đen, có người trắng. Có người cao, có người thấp. Tất cả sự khác biệt như thế là bởi vì chúng ta gieo tạo nghiệp tập nhân quả khác nhau. Nhà Phật dạy chúng ta rằng, muốn chuyển hóa những sân hận, si mê của mình, chúng ta phải thường xuyên quán từ bi, quán tình thương. Thấy ai cũng là người thân, người thương của mình, do đó mà ta chuyển hóa được cơn nóng giận. Giáo lý nhân quả rất quan trọng và thiết thực. Người Phật tử chân chính cần phải an tường thấu rõ và tin tưởng vào nhân quả để hành trì tu tập, dấn thân, làm việc phục vụ tha nhân không biết mệt mỏi, nhàm chán bằng trái tim hiểu biết. Còn khi gặp chứng duyên nghịch cảnh đến, thì ta phải biết tự an ủi, tự tu tập để chuyển hóa mà vượt qua những bất hạnh trong cuộc đời. Ta phải tự chiêm nghiệm và tin tưởng sâu sắc những lời Phật dạy mà cố gắng bền bỉ, tinh tấn tu hành. Đó là con đường tươi sáng và tốt đẹp để chúng ta tiến dần đến quả giác ngộ và giải thoát hoàn toàn nhờ thấu hiểu nhân quả. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, mỗi ngày tháng qua đi, ta gặp gỡ không biết bao nhiêu là người, và đó chính là nhân duyên trong cuộc sống. Người ta chia ra hai loại nhân duyên bao gồm thiện duyên và ác duyên. Ta có thể hiểu rằng ác duyên là những mối quan hệ theo kiểu quan gia, gặp ta để cản trở, gây khó dễ, chuốc thêm thù hận. Còn thiện duyên thì chính là mang đến cho người ta sự tốt lành, may mắn, hỗ trợ. Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay trước mắt. Nhưng nhất định vào một thời điểm, khi duyên lành hội đủ, bạn có thể gặp được quý nhân của mình. Những lúc ấy, có khi tiền bạc, châu báu hay của cải chất đầy cũng chẳng thể giúp được ta, nhưng thiện duyên lại hoàn toàn có thể. Đó là nội dung xung quanh vấn đề gieo thiện duyên gặt được duyên lành, một đời sống an yên. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi. Thiện duyên của một người không phải truy cầu rồi mà có, hoặc ngồi im đợi mà đến.
Nó là một mối quan hệ qua lại. Bạn cho đi tấm lòng thiện lương thì sẽ kết được những mối thiện duyên không ngờ nhất. Vậy là thiện duyên có thể khiến những điều tưởng chừng như không bao giờ xảy ra cũng có thể trở thành sự thật. Sau đây là câu chuyện về hòn đá sang được sông. Có một lần, Đức Phật dẫn các đồ đệ đi truyền pháp và hóa duyên. Vừa tới một bờ sông lớn, nước chảy cuồn cuộn, Đức Phật hỏi các đồ đệ rằng: "Bây giờ, nếu ta ném hòn đá này xuống sông, nó sẽ chìm hay nổi đây?" Các đệ tử đồng thanh trả lời: "Thưa Đức Thế Tôn, hòn đá sẽ chìm ạ." Đức Phật cho hay: "Vậy là hòn đá này không có thiện duyên rồi." Đệ tử của Ngài càng tò mò, vì sao Đức Phật lại nhắc chuyện thiện duyên với một hòn đá vô tri bên sông? Lúc này, Ngài tiếp lời: "Vậy các con hãy cho ta biết, vì sao khối đá tảng rộng 3 thước vuông đặt trên nước mà không bị chìm, không bị dính một giọt nước nào mà lại còn có thể qua sông?" Các đệ tử trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, nhưng không ai nói ra được nguyên nhân vì sao cả. Cuối cùng, Đức Phật bèn giải thích: "Chuyện này xem ra rất đơn giản. Tảng đá ấy có thiện duyên nên mới qua được sông mà không chìm. Thiện duyên của nó là gì? Chính là con đò ngang. Tảng đá được đặt trên con đò, nó qua sông dễ dàng, không bị chìm, cũng chẳng bị ướt." Lời Phật dạy về kết thiện duyên trên đây cho ta bài học thật thú vị. Khi một hòn đá tưởng rằng đương nhiên sẽ chìm, nhưng nó lại qua sông, cũng chẳng dính nước, làm gì nó đã kết được thiện duyên với con thuyền? Ở đây có thể nói, con thuyền chính là quý nhân của hòn đá vô tri. Phải chăng đá kia chính là nhờ đã từng gieo nhân thiện mà gặp được quả lành? Vậy là những gì khó khăn, tai họa luôn có khả năng ập đến với chúng ta bất cứ khi nào, thì đối với những người đã kết thiện duyên rộng rãi thường được giúp đỡ, gặp họa, quả lành. Lời Phật dạy về kết thiện duyên nhắc nhở chúng ta nên xem trọng các mối quan hệ diễn ra xung quanh mình. Nên lựa chọn cho mình một người thầy tốt, một người sếp tốt, một đồng nghiệp tốt, bạn bè tốt. Đó cũng chính là thiện duyên rồi. Sau đây là cách có thêm thiện duyên. Thứ nhất là chớ nên tuyệt tình. Giữa người với người có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Tình cảm trong đời có thể sâu, cũng có thể cạn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Thông thường khi người ta nói mình, chửi mình một câu, thì phải nói lại, chửi lại 2-3 câu mới là giỏi. Thật ra chỉ có người yếu đuối mới làm như vậy. Còn người nhịn được, không nói, không chửi lại, đó mới là người có bản lĩnh. Khi tôi lên 8 hay là 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài, và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà là cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông làm gì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: "Em à, anh thích bánh mì cháy mà." Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy hay không. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói rằng: "Mẹ con á đã làm việc vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con à. Nhưng có biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đó." Rồi ông nói tiếp: "Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc. Chẳng hạn như cha
cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay là ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Thưa các bạn, trong cuộc sống bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với điểm yếu, điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng sẽ giúp cho bạn có một cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông, bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Câu chuyện cực ngắn, miếng bánh mì cháy, đó là bài học về sự cảm thông giữa con người với con người. Sẽ có không ít người vì ác duyên trước kia mà nay làm điều sai quấy với ta. Nhưng đáp lại điều đó, ta vẫn nên thể hiện sự an nhiên, cũng chớ nên tuyệt tình. Người với người gặp nhau cũng là cái duyên. Đừng vì một sự cố mà trở nên tuyệt tình hay thậm chí là dồn họ tới đường cùng. Đôi khi không cần trắng đen quá rõ ràng, vì điều này thường gây ra tổn thương cho người khác. Có một số người giận hờn dài ngày đã quên hết sạch trơn. Có những nỗi đau mới đó đã tan biến. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Bởi kết oán thù thì dễ, mà dung xới tình tương giao mới khó biết bao. Ai cũng có điểm mà ta không ưng ý, không vừa lòng. Vì thế, chuyện gì cũng cần biết cảm thông, bỏ qua, đừng nên cố chấp trong lòng làm gì. Có như vậy mới dễ kết thiện duyên, có cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Thứ hai, chính bạn cũng mang tới thiện duyên cho người khác. Thiện lương, dẫu không thể mang lại bất cứ hồi báo vật chất nào, cũng không thể khiến bạn sau một đêm trở thành vĩ nhân, nhưng lại có thể đem đến cho bất cứ ai một cảm giác bình yên và thanh thản trong lòng. Thiện lương là đỉnh cao của trí tuệ, vì đó không phải là việc cứ muốn là có thể làm được, nhất là khi ta gặp ác duyên, gặp những kẻ gieo cho ta buồn bực khổ đau. Nếu không có trí tuệ soi sáng, ta sẽ lầm đường lạc lối, vì trong tâm sẽ toàn là hận thù, muốn báo oán. Cứ như thế, ác duyên cứ lặp đi lặp lại hết đời này sang đời khác. Do đó, giữa người với người, thêm một chút cảm thông, thêm một phần thấu hiểu, thì tự khắc tâm rộng rãi, lòng bao la, trời đất cũng ứng theo mà giao hòa, cuộc sống cũng nhẹ nhàng, thanh đạm, an yên. Có một vị doanh nhân thường lặng lẽ gửi tiền ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù vậy, ông không bao giờ xuất hiện mà luôn nhờ người khác liên hệ giúp mình, bởi ông không muốn các em biết mình là ai. Có người không hiểu, hỏi nguyên cớ vì sao, ông đáp, một là để giữ gìn sự tôn nghiêm cho các em, để các em được giúp đỡ với lòng tự tôn, hai là để các em không mang gánh nặng tư tưởng khi nghĩ tới việc báo đáp tôi như thế nào. Người ấy vẫn không hiểu, lại hỏi rằng, thế anh mong cầu điều gì? Ông nói, nếu chỉ để mong cầu thì có lẽ tôi không làm việc ấy. Những năm qua công ty tôi làm ăn khá thuận lợi. Từ công ty nhỏ thành công ty lớn, từ công ty yếu thành công ty mạnh. Tôi luôn tự hỏi, phải chăng đó là ưu ái mà ông trời dành cho mình? Bởi vậy, tôi làm chút việc tốt không phải vì muốn nổi danh, mà chỉ là để mình xứng đáng hơn. Thưa các bạn, kỳ thực, những gì bạn làm cho người khác cũng chính là làm cho bản thân mình. Cho yêu thương, bạn sẽ gặt hái yêu thương. Trao hy vọng, bạn sẽ tăng thêm hy vọng. Vậy cho nên, nếu bạn muốn được yêu thương, thì trước tiên hãy yêu thương người khác. Nếu bạn muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ. Sinh mệnh giống như một tiếng vọng. Bạn dành lương thiện cho người khác, cuối cùng thiện lương quay trở về bên bạn. Dù bạn đối xử tốt với ai, thì nhìn xa hơn thực ra lại là
tốt với chính mình. Khi bạn phát hiện thấy từng cành cây, ngọn cỏ, từng bông hoa đều đang mỉm cười với bạn, khi bạn phát hiện ra rằng mọi chuyện đều hanh thông thuận lợi, khi bạn phát hiện ra những người xung quanh ngày càng yêu mến bạn, thì đó chính là tiếng vọng lại của thiện lương. Thứ ba là biết trân trọng nhân duyên. Khi tìm được nhân duyên tốt, nhất định phải giữ lấy họ bên mình. Trân trọng từng người đã xuất hiện trong cuộc đời của ta. Ngược lại, nếu duyên ác thì ta cũng cần biết tìm cách hóa giải, chứ đừng nên xem thường. Khi ở cùng người khác, cho dù chỉ là một khoảng thời gian bằng cái chớp mắt, cũng phải đem tấm lòng lương thiện truyền cho đối phương. Đây chính là cách quý trọng duyên tốt nhất. Lời Phật dạy về kết thiện duyên trên đây giúp chúng ta ý thức được rằng trong hành trình của cuộc đời, chúng ta gặp rất nhiều người khác nhau, rồi cuối cùng họ trở thành khách qua đường. Cũng có người trở thành người quen biết, bạn thân, thậm chí là người yêu. Đời người có quá nhiều điều không thể biết được. Chỉ một ý niệm trong đầu, một lần quyết định sẽ có thể nắm được hoặc bỏ qua một lần nhân duyên. Tiếp nhận một ai, một điều gì đều là vì duyên, mà bỏ qua cũng là vì duyên. Hết thảy đều là do duyên đã định trước. Trong sinh mệnh là như vậy, và trong cuộc sống cũng là như thế. Nhưng dù sao cũng phải trân trọng, đối xử tốt với họ. Biết đâu có ngày, họ sẽ trở thành quý nhân của ta không chừng. Có một câu chuyện bắt đầu vào năm 2012. Cô gái mỗi ngày phải đẩy chiếc xe ba bánh để đi bán hàng trên vỉa hè, kiếm tiền nuôi người mẹ bị bệnh nặng và cậu em trai đang học đại học của mình. Cô gái bày 2-3 cái bàn bên đường rồi bắt đầu buôn bán. Gặp những lúc bán đắt hàng thì cô còn kiếm được vài trăm ngàn, còn khi ế khách thì chỉ đủ tiền ăn. Nếu ngày hôm đó không may bị đội trực tự đuổi thì phải cố chạy trốn vào mấy con ngõ nhỏ. Có một chàng trai thường hay đến hàng của cô gái để ăn mì, và anh luôn gọi mì thịt bằm rẻ nhất. Thỉnh thoảng anh cũng có trò chuyện với cô, hỏi cô hôm nay buôn bán được không. Do anh ăn mặc rất bình thường và cũng luôn đi bộ đến ăn mì, nên cô còn tưởng anh là người nghèo mà còn cực kỳ lười, không chịu nấu ăn, cho nên mới thường xuyên đến ăn mì ở chỗ cô. Cứ như thế cho đến một ngày nọ, đột nhiên chàng trai hỏi cô gái có bạn trai chưa. Cô trả lời rằng mình nghèo thế, nhà lại còn có mẹ bị đột quỵ, cần phải chăm sóc, và một cậu em trai cần cô nuôi ăn học, làm gì có ai dám thích cô chứ. Không ngờ chàng trai lại đáp, tôi thì dám đấy. Sau đó hai người đều ngây ra một lúc. Đương nhiên cô cũng không dám trả lời. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, cứ vào 6 giờ sáng mỗi ngày, anh đều đến giúp cô. Vào ngày lễ tình nhân năm 2013, anh lại không đến ăn mì. Cô buồn lắm, cô đoán có lẽ anh đã có hẹn rồi. Không ngờ anh xuất hiện vào lúc 8 giờ tối hôm đó, trong tay cầm một bó hoa và tỏ tình với cô. Và họ đã đến với nhau. Trong thời gian hẹn hò, anh từng nhiều lần đề nghị đưa cô về gặp gia đình, nhưng vì áp lực tâm lý quá lớn, cô cứ luôn tìm cớ né tránh. Đến tháng 4 năm 2014, sau khi sức khỏe của mẹ khá hơn nhiều, cô mới quyết định về nhà cùng bạn trai để gặp cha mẹ của anh. Thế nhưng, khi đến nhà bạn trai, cô đã rất kinh ngạc. Thì ra, anh sống trong một căn biệt thự, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng nói với cô. Cô bắt đầu đấu tranh tâm lý. Cô cho rằng mình không xứng với anh, muốn từ bỏ tình cảm không có kết quả này. Khi đó, anh cầu xin cô hãy tin tưởng anh một lần. Vào đến nhà chàng trai, cha mẹ anh nhiệt tình đón tiếp cô. Sau này, cô mới biết mình đã gặp cha của anh vào năm 2012 rồi. Thì ra, cha của anh mắc chứng đản trí, bệnh tình lúc ổn lúc không, có khi ra ngoài rồi thì sẽ không nhớ đường về nhà. Trùng hợp có một lần ông bị lạc đường, tìm đến hàng mì của cô và ăn ngấu nghiến bát mì mà người ta bỏ dở. Khi đó, cô không hề trách móc ông, mà chỉ dọn dẹp
và sau đó nấu một bát mì mới cho ông ăn. Ngày hôm đó, tần cho đến sau khi dọn hàng, ông ấy vẫn không đi. Cô hỏi ra mới biết thì ra ông bị lạc đường, nên cô đã đưa ông đến sở cảnh sát. Cô không ngờ một việc bình thường như vậy thôi mà lại là bước ngoặt trong đời cô. Sau khi quay về nhà, ông đã kể lại cho gia đình chuyện về cô. Sau đó, con trai ông bắt đầu thường xuyên đến chỗ cô ăn mì, muốn giúp cô kiếm thêm chút tiền, xem như là báo đáp. Sau này, không biết vì sao, anh bắt đầu cảm thấy mì của cô nấu ngày càng ngon. Bây giờ, khi đã là chồng của cô, anh giúp cô mở quán để cô tự mình kinh doanh. Cha mẹ chồng cũng rất yêu thương cô. Cô vô cùng cảm kích cuộc sống hiện tại. Em trai của cô cũng đã tốt nghiệp, còn cô thì đang mang trong mình kết tinh tình yêu của hai người. Cuộc sống tươi đẹp bây giờ mới bắt đầu. Mỗi khi nhớ lại việc này, cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Vì vậy, cô đã viết ra câu chuyện này để chia sẻ cùng mọi người, cũng như để nói một lời cảm ơn đến chồng của mình. Khi giúp đỡ bố chồng, cô không hề nghĩ gì nhiều hơn, đơn thuần xuất phát từ thiện ý của mình mà thôi. Chính vì cô đã gieo thiện duyên nên cô có được thiện báo sau này. Lục Tổ Huệ Năng từng giảng, mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm. Đúng vậy, trên mảnh đất trái tim, nếu chúng ta ươm xuống những hạt giống lương thiện, thì sẽ có một ngày chúng kết trái đơm hoa. Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức, nhưng nhất định vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, trời xanh đã tự có an bài. Phúc báo hay phúc đức là quan niệm đặc thù của người phương Đông. Quan niệm phúc báo hay phúc đức đã trở thành gần như đời sống tâm linh, gắn chặt với lối suy nghĩ về cuộc sống của con người Việt Nam. Người Việt Nam ai cũng mong cầu phúc đức, lo dung trọng dường phúc đức và đức sợ vô phúc. Người đời và tục ngữ ca dao nói: có đức mà sức mà ăn, phúc đức tại mẫu, phúc như đông hải, phúc bất trùng lai. Người trồng cây cảnh, người chơi, ta trồng cây phúc để đời con cháu. Khi chúc tụng nhau, người ta chúc phúc lộc thọ. Có lộc có thọ mà vô phúc thì cũng bằng không. Làm quan lớn giàu có quyền thế nhưng vợ con không có, cô quả cô độc thì cũng là vô phúc. Khi gia đình gặp tai nạn khốn khó hoặc con cái bất hiếu, chúng ta nói là nhà vô phúc. Đang giàu có, quyền thế bỗng nhiên bị truy tố ra tòa, kết án có khi tịch thu tài sản, tử hình người. Người đời nói phúc đức hết rồi. Nhà giàu có sang trọng quyền thế, con gái con trai hư hỏng, phá nát của cải của cha mẹ, gây tiếng xấu cho gia đình. Người đời gọi đó là nhà vô phúc. Con cái không đến nỗi nghèo đói, đuổi mẹ già ra ngoài đường, sống như một kẻ ăn mày. Người đời gọi đó là bà mẹ bạc phúc bạc phận. Dường như phúc báo là một lực thiêng liêng, vô hình chi phối hạnh phúc khổ đau của con người. Chính vì thế con người mới cầu xin phúc đức. Những điềm lành về phúc báo. Một, điềm lành thứ nhất, coi trọng chữ hiếu. Tăng Quốc Phiên, một trong số những trọng thần nổi bật vào giai đoạn cuối của Dương triều Mãn Thanh và cũng là nhà tư tưởng ái quốc nổi tiếng của Trung Quốc cận đại từng nói: sự hưng thịnh của một gia đình nằm ở việc hòa thuận, hiếu thảo, siêng năng và tiết kiệm. Còn theo giáo lý nhà Phật, đi quyết định của một gia đình có tình dưỡng không nằm ngoài việc xem gia đình đó có truyền thống coi trọng đạo hiếu hay không. Người xưa thường nói, đạo hiếu đứng đầu trăm điều thiện, ân cha mẹ lớn hơn trời. Nếu một gia đình coi trọng đạo hiếu hơn là vật chất, thì gia đình đó tất yếu sẽ ngày ngày càng hương dượng. Như trong đạo Phật, hiếu thuận cha mẹ có thể đạt được phúc báo lớn nhất trên thế gian này. Ngay từ khi còn nhỏ, đa số chúng ta đều được dạy rằng bách thiện hiếu vi tiên, hiếu thuận và tôn trọng bố mẹ là phẩm cách cơ bản nhất của một con người. Bất luận là Nho giáo, Đạo giáo hay Phật giáo đều đặt đạo hiếu lên hàng đầu. Trong trăm điều thiện thì đạo hiếu đứng đầu tiên. Hiếu thuận với cha mẹ là nền tảng của gia đình. Một gia đình nào không coi trọng chữ hiếu thì nhất định sẽ đi đến kết cục suy bại. Cha mẹ là gốc rễ của một gia đình. Chỉ khi phần gốc vững chắc thì cả gia đình mới hài hòa, hạnh phúc, mỹ mãn.
lời Phật dạy rằng cha mẹ chính là Phật sống tại nhà, hiếu với cha mẹ tức là kính Phật. Người ta cứ mải mê tìm kiếm những kiểu cách cúng dường bằng thật nhiều vàng bạc châu báu, những thứ vật chất tiền tài hiện hữu, vật quý giá, và cho rằng càng nhiều càng tốt, mà không hay biết rằng cúng dường cha mẹ mới chính là phương pháp cúng dường cao quý nhất. Cho nên hãy thờ phụng cha mẹ như thờ Phật dạy. Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời, ách nước, địa chấn sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài, không bị nghịch cảnh, chướng duyên, nội nghịch, ngoại thù, lực vua phép nước, trộm cướp mất mùa. Nếu nghèo thì đời sống trong sạch, thanh thản. Trời người yêu thương, dành thơm sông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bệnh tật, được tăng tuổi thọ, sau khi chết được sanh thiên. Những đứa con bất hiếu sau khi chết bị đọa vào địa ngục A Tỳ, lửa dữ thiêu đốt, an hoàng sắc nóng, uống nước đồng sôi, gươm đao đầm chém. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp, không ngừng một giây. Sự hình phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngỗ nghịch, song thân. Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết. Vì cha mẹ mà trăm kiếp, ngàn đời, cắt hết tâm can, trăm ngàn dao sắc, xuất nhập toàn thân cũng không trả nổi công ơn cha mẹ. Vì cha mẹ, chứ dù đốt thân, làm đèn cúng dường chư Phật, cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Phật cũng dạy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con chính là nhân quả luân hồi, là số kiếp của mỗi người. Bổn phận của cha mẹ đối với con cái, thương yêu con cái, cung cấp cho con cái đầy đủ, tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con cái, tìm chốn xứng đáng để dựng vợ gả chồng, giao hết của cải cho con cái ở thời điểm thích hợp. Bổn phận của con cái đối với cha mẹ, nuôi dưỡng lại cha mẹ, làm bổn phận đối với cha mẹ, giữ gìn gia đình và truyền thống, làm tang lễ khi cha mẹ qua đời, bảo vệ tài sản thừa tự. Làm con mà không biết ơn cha mẹ, hoặc biết ơn mà không lo đền đáp công ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ, là người con bất hiếu. Người như vậy sẽ bị xã hội lên án, đời sống đạo đức sẽ bị suy giảm, và đời sống về sau sẽ bị thoái đọa. Như trong cuốn kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy, ai thành tựu thân, làm ác với cha mẹ, lời nói ác đối với cha mẹ, ý nghĩa ác đối với cha mẹ, không biết ơn, không trả ơn, sẽ tương xứng rơi vào địa ngục, và hiện đời sẽ bị đau khổ. Cuốn kinh này còn mô tả hành trí ân và đền đáp công ơn sinh hành của cha mẹ là những gì cao quý nhất trên đời. Sự cao quý đó có thể sánh với sự xuất hiện của Đức Phật cũng như sự xuất hiện của chánh pháp. Người tri ân và báo ân như vậy là người cao quý và hiếm có trên đời. Sự xuất hiện của Như Lai bậc chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. Người hoàn truyền chánh pháp của Như Lai là khó tìm được ở đời. Người tri ân và báo ân là khó tìm được ở đời. Hình ảnh hiếu dưỡng mẹ và cha đúng pháp không chỉ được gọi là bậc chân nhân, bậc thiện nhân, bậc cao quý, mà còn được sánh ví ngang hàng với Phạm Thiên, với các bậc tiên sư. Những gia đình có được những người con hiếu thảo như vậy được gọi là gia đình xứng đáng được cúng dường và tán thán. Nè các tỳ kheo, những gia đình nào mà con cái kính lễ cha mẹ, những gia đình ấy được xem là ngang hàng với Phạm Thiên, với các bậc tiên sư và đáng được cúng dường. Để giải thích thỏa đáng lý do có sự so sánh ngang hàng này, Đức Phật dạy, nè các tỳ kheo, danh từ Phạm Thiên, tiên sư, bậc đáng được cúng dường là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cha mẹ đã đầu tư hết cuộc đời của mình vào công trình nuôi dưỡng, giáo dục và giới thiệu con cái vào đời. Công ơn cha mẹ lớn lao, chúng ta có cố gắng đáp đền thì cũng không thể nào đầy đủ. Vì thế, việc tốt nhất nên làm là hiếu thuận. Đức Phật dạy rằng, hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất và phải tận hiếu mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời. Đừng chờ đợi đến khi đấng sinh thành già đi mới bắt đầu thực hiện bổn phận. Cũng như câu nói, cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến. Cha mẹ mất, đời này chỉ còn lại lỗi về. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo cách chúng ta muốn. Sẽ có nhiều việc khiến chúng ta trở tay không kịp. Sẽ đến một lúc bạn nhận ra rằng,
thì ra tốc độ già đi của cha mẹ còn nhanh hơn trong tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Vì vậy, không có gì là kiểu tương lai còn dài. Vì ở bên cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ, đừng cho rằng là còn sớm, đừng đợi tới khi không còn kịp nữa mới hối hận sao lúc đầu không sớm làm. Tục ngữ có câu, nhân vô thập toàn, không có người nào là 10 phân dạng cả 10, đương nhiên cũng sẽ không có bố mẹ nào là thập toàn thập mỹ. Vì vậy, khóa học bắt buộc mà bất kỳ người nào cũng nên học, đó chính là tha thứ cho sự không hoàn mỹ của bố mẹ. Họ có thể sẽ bảo thủ, nghiêm khắc, tư tưởng cổ hủ, không theo kịp thời đại, nhưng không thể vì những khuyết điểm này mà xem nhẹ tình yêu họ dành cho chúng ta. Chuyện buồn nhất trên thế giới chính là mất đi rồi mới biết trân trọng. Nhưng lúc chúng ta còn trẻ, cha mẹ vẫn còn đó, hãy yêu thương, bao dung hơn với cha mẹ, đừng để quãng đời còn lại mang toàn sự hối tiếc. Chúng ta đều nên nói với cha mẹ một câu rằng cảm ơn cha mẹ vì đã làm cha mẹ của con. Cho nên một gia đình chỉ cần coi trọng đạo hiếu, phúc báo cũng tự tìm đến. Còn nếu coi khinh chữ hiếu, cho dù có dùng cả đời thắp hương bái Phật, có đem bạc vàng tiền cả núi đến để cúng dường, cũng sẽ chẳng cầu được phúc đức. Điềm lành thứ hai, tu thân tu đức. Điềm báo thứ hai trong những điềm lành báo hiệu gia đình có phúc theo lời Phật dạy là xem gia đình có coi trọng việc ta tu dưỡng bản thân và tu dưỡng đạo đức hay không. Gia đình được coi là tế bào, là nền tảng của xã hội. Vì vậy, xã hội muốn phát triển tốt thì những tế bào ấy phải thực sự khỏe mạnh. Nếu gia đình bạn coi trọng việc tu thân tu đức thì chắc chắn gia đạo sẽ thịnh vượng, vận may tìm đến. Người trong gia đình làm gì cũng suôn sẻ và bình an. Người xưa có câu hậu đức tải vật, ý rằng đức sâu dày nâng đỡ dạng vật, chính là muốn nói rằng làm người phải có đức hạnh tốt thì mới có thể dung nạp được dạng sự. Cho nên một người để làm được việc lớn thì phải có đức dày. Người mà không có đức lớn thì không thể thành được đại sự. Người có đức hạnh đến đâu thì nhận được bấy nhiêu phúc. Gia đình cũng vậy. Phúc đức của gia đình càng lớn thì người trong nhà càng nhận về nhiều phúc báo. Trạng thái tốt nhất của một gia đình là phụ tử tử hiếu, cha mẹ hiền từ đức độ, con cái hiếu thuận. Tức nhắc nhở mọi người trong gia đình đều phải chú ý đến việc tu dưỡng đạo đức. Một người có đạo đức tốt, có tu dưỡng thì dù đi đâu, làm gì cũng được người khác kính trọng, có thể đạt được thành tựu to lớn. Đức Phật quan niệm rằng, tâm hồn của trẻ thơ giống như tờ giấy trắng. Nếu như tờ giấy ấy được nhà họa sĩ tài hoa vẽ lên những bông hoa tươi đẹp, thì nó sẽ tô điểm cho cuộc đời thêm sắc. Ngược lại, cũng tờ giấy ấy nếu bị kẻ bất tài vô dụng bôi lên đó những vết mực đen vô nghĩa, thì nó trở thành cái vô dụng và làm xấu xã hội. Nếu một gia đình Phật tử giữ được năm giới và đạo đức, sống thiện nghiệp, hiếu và thực hành bổn phận của mỗi thành viên đối với nhau như lời Phật đã dạy, bổn phận cha mẹ đối với con, bổn phận vợ đối với chồng, bổn phận của con cái đối với cha mẹ, thì các thế hệ cùng chung sống sẽ hạnh phúc hòa thuận. Lớp trẻ sẽ từ từ cảm nhận, thấm nhuần những giá trị cao đẹp như hạnh phúc, lắng nghe nhau, tha thứ cho nhau, chấp nhận những khác biệt của nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ nhau. Ngược lại, gia đình cha mẹ thường lục đục, mâu thuẫn thì con cái sẽ không có nhận định đúng đắn về những giá trị đạo đức và dễ rơi vào tình trạng chán đời. Thất vọng như bỏ nhà đi bụi, sống bê tha, sống bất cần đời rồi sai chân vào các tệ nạn nguy hiểm. Vì vậy mà tục ngữ Việt Nam có nhiều câu nói rất hay về ảnh hưởng của cha mẹ, gia đình đến con cái như giỏ nhà ai, quai nhà ấy, hay họ nhà tông, không giống lòng cũng giống cánh. Gia đình, bản thân nó là xã hội thu nhỏ, là tế bào cấu tạo nên xã hội. Như vậy, để có được nền tảng xã hội tốt đẹp, cần phải có hệ thống như gia đình Phật tử đạo đức với lối sống lành mạnh, giáo dưỡng con cái từ lời nói, suy nghĩ, việc làm để con cái trở thành công dân tốt. Phật tử làm cha mẹ có sự giác ngộ, góp phần quan trọng xây dựng xã hội tương lai văn minh. Đây là sự giáo dục tưởng như bình dị mà
mà rất sâu xa, ý nghĩa. Vậy nên, việc hiểu rõ và thực hành theo lối sống trong thập thiện đối với các Phật tử là cha mẹ là việc rất cần thiết. Việc thực hành ở đây không nhất thiết phải cứng nhắc, bó buộc mà nên vận dụng linh hoạt dựa trên đạo đức Phật giáo và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và điều kiện, hoàn cảnh sống của từng gia đình. Có như vậy, con mới biết cách đối nhân xử thế, biết tôn trọng mình, tôn trọng người khác và hiểu những chuẩn mực giá trị đạo đức mà người con Phật phải tuân thủ. Người xưa có câu, đạo đức gia truyền, thập đại dĩ tượng, phú quý gia truyền, bất quá tam đại. Câu này muốn nói, chú trọng tu dưỡng đạo đức có thể làm cho cả gia đình thịnh vượng hơn 10 đời. Còn nếu một gia đình chỉ chú trọng tranh giành gia lợi, thì dù hiện tại sung túc phú quý, nhưng cuối cùng cũng không thể giàu có quá 3 đời. Của cải, dinh hoa suy cho cùng, cũng chỉ là những vật ngoài thân, sớm muộn gì cũng tiêu tan. Nhưng đức hạnh của một người có thể truyền từ đời này sang đời khác. Một gia đình chú trọng tu dưỡng đạo đức, gia đạo ác tịnh dưỡng muôn đời. Điềm lành thứ ba, tích lũy phước báo. Cuốn Kinh Dịch có câu, tích tiện chi gia, tức hữu dư khánh. Tích bất tiện chi gia, tức hữu dư ương. Tức là nhà tích chứa điều thiện, ác sẽ có niềm vui. Nhà tích chứa điều ác, ác sẽ có tai ương. Ý nói những gia đình chú trọng tích đức hành thiện, nhất định sẽ có chuyện tốt đang chờ, tất yếu sẽ hưng thịnh. Còn nếu gia đình đó làm những điều xấu xa, độc ác, hại người lợi mình, tức là đang tích toàn những điều bất tiện, thì sớm muộn gì cũng đi đến suy bại. Người xưa dạy, tích kim dĩ tử tôn dĩ tất năng thủ, tích thư dĩ di tử tôn dĩ tất năng độc. Bất như, tích âm đức ô minh minh, chi trùng dĩ di tử trường cũ chi kế. Nghĩa là, tích trữ vàng dành cho con cháu, chưa chắc con cháu giữ nổi. Tích trữ sách dành cho con cháu, chưa chắc con cháu đọc nổi. Không bằng, tích âm đức trong cõi mờ mù mịt để làm kế hoạch lâu dài cho con cháu sau này. Còn nếu không tích phúc, thì dù sinh ra trong gia đình giàu có, trước sau gì cũng sẽ phải trải qua gia đạo suy sụp. Lại có câu, đời cha ăn mặn, đời còn khát nước. Quan niệm này mới nghe qua thì dường như có sự chống trải với luật nhân quả của đạo Phật. Vì theo luật nhân quả, ai làm người đó chịu, không thể người này ăn mà người khác lại no. Hay người này uống mà người kia hết khát. Nghiệp do mình gây ra thì phải mình chịu nhận lấy quả báo, không ai thay thế cho. Tuy nhiên, sở dĩ có hiện tượng đời cha ăn mặn, đời con khát nước chính là do cộng nghiệp chiều cảm lẫn nhau, quả báo đời sau chuyển thành quả báo hiện tại. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy, người có nghiệp chung mới sinh ra ở chung một nước, nói cùng một ngôn ngữ, sống cùng một tập quán. Mặc dù bị chi phối bởi phúc và nghiệp của chính mình từ nhiều kiếp trước, nhưng khi một đứa trẻ được sinh ra, người gần gũi nhất với chúng lại là cha mẹ, và mọi hành động, lời nói, tính cách của con cái ảnh hưởng từ cha mẹ rất nhiều. Cha mẹ làm điều tốt thì con sẽ nhìn vào đó học theo để trở thành người tốt. Còn nếu như cha mẹ là người lễ quán báo ân, buông lời cay độc, hãm hại người lành, thì đứa con khi lớn lên cũng đâu thể là người lương thiện. Cha mẹ luôn mở lòng từ bi giúp đỡ người nghèo, thì con cái từ nhỏ đã nhìn thấy điều ấy, đứa trẻ lớn lên cũng sẽ là một người nhân hậu. Vậy nên, không chỉ hưởng phúc nghiệp của mình từ nhiều kiếp trước, mà chính phúc báo của trẻ cũng là điều liên quan đến cha mẹ. Mọi việc chúng ta làm hôm nay đều liên quan phúc báo của con cái chúng ta sau này. Như cha mẹ là người tàn phá môi trường, thì con ác sẽ phải sống trong một môi trường ô nhiễm, đầy những rủi ro, bệnh tật. Cha mẹ là vườn trộm cắp vô ơn, thì con cái khó có thể là người thật thà, trung thực. Nếu cha mẹ trồng những cái cây, thì con cái là người hưởng trái ngọt. Cha mẹ có tích lũy, thì con cái mới nhận được của để dành. Cho đi không phải là hết, cho đi là còn mãi. Vì cho đi là cha mẹ đang đích đức hành thiện, và mọi phúc báo của con cái đều từ những gì làm thiện của cha mẹ mà ra.
Chỉ khi một gia đình chú trọng tích lũy phước báo thì mới có thể ban ơn cho con cháu đời sau. Một khi con cháu được thừa hưởng phúc lành từ đời trước, vinh hoa phú quý chẳng bao giờ lo thiếu, số mệnh suôn sẻ, hạnh phúc ấm no.